Chào các bác, hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác cái túi ngủ văn phòng hay là túi đi du lịch, đi phượt nhá. Sẽ giúp cho các bác một giấc ngủ thoải mái, tạo sự riêng tư và kín đáo khi ngủ đó. Đây, em sẽ mở cho các bác xem nhá. Đó, có túi đựng này, rất là đẹp. Đó, xách đi gọn gàng. Em sẽ mở túi cho các bác xem nhá. Đó, khi nào mình không dùng, mình có thể đút vào. Dùng thì mình lại bỏ ra. Em sẽ bỏ túi cho các bác xem. Đây ạ. Nó sẽ có khóa kéo ở sườn túi nhé các bác nhé. Đây các bác nhìn này. Đó. Đây, đường may à. Chắc chắn đẹp nha các bác nhé. Đây ạ, khóa kéo đây ạ. Để quay toàn cảnh cho các bác xem. Đó. Kích thước khi chạy ra là 1m9 cộng 30 x 75cm. Còn kích thước khi gấp gọn là 38 x 20 x 20cm các bác nhé. Túi được thiết kế dạng dây chéo chạy dọc thân nên có thể mở ra làm chăn đắp hoặc lại kích thước là 1m5 x 2m1. Phần đầu túi ngủ được thiết kế giống vòng chống muỗi, xếp lại rất gọn sau khi sử dụng. Nó nặng khoảng 0,8 cân ạ. Lớp ngoài của nó là cái lớp ngoài vỏ túi nót 100% vải. Đấy nha các bác nhé, 100% là vải polyester mềm mại chống bám bẩn. Lớp trong túi ngủ là bông polyester nhập khẩu, mật độ 120g trên 1m2, êm ái, rất là thông thoáng các bác nhé. Đây là khi cái túi ngủ trải ra đấy ạ, rất dài luôn các bác ạ. Đó, mình có thể mở kéo khóa, nó còn trải dài ra nữa các bác ạ. Đây nhé, em sẽ mở cái kéo khóa cho các bác xem. Túi mới khi mới mở ra ấy, nó có thể nó sẽ khó kéo một chút, thì các bác nếu mà bác nào có lến ạ, đỗ lến ấy, thì các bác mài nó vào cho nó mềm mềm ra cho nó dễ kéo ạ. Đây, khi chảy ra đây các bác nhá, chảy ra rất rộng luôn ạ. Đó, wow, trên mặt sau rộng chưa các bác, kín cả cái giường luôn ạ. Tiếp theo em sẽ quay cái mặt trước, giải ra nó rộng lắm ạ, bác có thể nằm đệm luôn được, chăn đệm luôn cũng được. Đây là túi đựng ạ. Bác nào có nhu cầu xỉ nẻ inbox cho em theo số điện thoại và Zalo 0973103832 nhé. Các bác có thể xem thông tin chi tiết tại website siêuthimuarẻ.com hoặc fanpage siêu thị mua rẻ bán buôn bán nẻ đồ gia dụng tại Hà Nội ạ, hoặc fanpage siêu thị mua rẻ.com ạ. Chào tạm biệt các bác.